thằng bạn con nó ngủ, ừ, mà tự nhiên con lại con để một giọt nước lên đầu nó thôi, mà tự nhiên nó thức dậy nó biết luôn. Xong nó qua nó đụng con trước, xong con đẩy nó, cái xong thầy giáo biểu con mời ba mẹ con lên, mà thằng đó nó không có bị gì hết. Ừ. Con đổ nước lên đầu người ta. Dạ, một nước. Giọt thôi, đúng một giọt. À, một giọt hả con? Phải không, một giọt xong mời phụ huynh ta. Thanh Thủy và Dương Lâm xin kính chào tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Và chương trình Con Tôi Vô Số Tội được phát sóng lúc 22 giờ 50 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và xin cảm ơn nhãn hàng Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Còn đố mẹ ngày hôm nay là khách mời là ai nè? Không thể biết được. Không thể biết được hả? Cho nên là chương trình đã chuẩn bị sẵn là mình sẽ xem clip và mình sẽ biết đó là ai. À, là đoán đúng không? Rồi, à, xin mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng nhau xem một đoạn clip sau đây. Xin mời. Có được giải quán quân đến bây giờ thì con cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng. Được cái giải quán quân đó tại vì nó rất là quý giá đối với con. Con tặng cho ba mẹ con 280 triệu và con sẽ giữ lại 20 triệu để cho con mua các dụng cụ âm nhạc, để cho con có thể sáng tác, để giúp đỡ con trong lần tặng âm nhạc con hơn. Hồi xưa đến giờ con vẫn chưa tưởng tượng được ba mẹ đưa rước nữa. Tại vì thứ nhất là dù con là con nhưng mà nói thật ra là ba mẹ con không thích lắm, tại vì kiểu nó mất công nữa. Và thứ hai nữa là khi mà con lên xe đưa đón thì con được giao tiếp với bạn bè, con có thể nói bạn hôm nay học cái gì, làm bài tập chưa hay là cái gì đó, để cho mình có thể cảm thấy là có người nói chuyện với và đồng cảm với người đó. Mà con làm anh thì con bao giờ có like mình không? Dạ có chứ, con like hoài, nó gọi như là cùi tâm hồn đá luôn á. Gọi như là lúc đó con không ngờ nó là em con có tính cách vậy luôn á. Mọi người đều nói chuyện thà nhây hoặc là ghét cỡ nào vẫn có một cái tính cách hoặc là vẫn có một cái cảm giác có thể là đồng cảm với người ta. Còn em con như là một cục đá luôn á. Từ hồi đó là con nói chuyện với nó đến giờ nó sẽ vật, nó đỡ hơn nhiều. Con thấy là tất cả người bố luôn, khi mà đã sống trên trái đất này lâu quá rồi á, là con thấy là cái chuyện lớn thì họ sẽ kiểu mắt con, ba vui thì sẽ có, nó sẽ dễ dàng nhìn nó hơn. Mẹ biết ai mẹ cười? Tại vì mẹ thấy một cái cậu bé rất là đẹp trai, giống như thằng diễn viên Hàn Quốc vậy đó, mà biết đàn rồi biết hát và tâm sự rất là dễ thương, rất là chân thật. Nhìn nó nhiều khi không biết nó luôn. Đó, đây là ca sĩ Kiếp Thiên Khôi cũng như là ba của mình. Xin mời. Xin mời. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thế Khôi. Năm nay mình 53 tuổi, mình làm nghề tự do. Ủa là hai cha con tên Khôi luôn anh? À, nhà anh tên Khôi hết, còn một bé gái tên Khôi nữa. Bé gái là tên gì? À, bé gái là Mai Khôi. Mai Khôi, Thiên Khôi. Khôi. Anh là Thế Khôi. À, giờ đặt tên qua Khôi luôn anh. Thì đó, anh tính đặt cái chứ, nhưng mà cái điều là bạn cho. Ở nhà là ba với mẹ thương con hay thương em? Hiện tại thì những cái quyết định của ba mẹ cũng được con ảnh hưởng, nên con nghĩ là ba mẹ thương con nhiều hơn. Nhưng mà khi em gái lớn lên lanh hơn á thì sẽ thương nó nhiều hơn. Bây giờ tự thú thật là ở nhà con có nhiều tội lỗi không? Con nghĩ con có nhiều. Nghĩ là nhiều con có hay lén đánh em không? Dạ không, con đánh cho mọi người xem không ạ? À, đánh mọi người xem thôi. Còn đánh trước mặt cha mẹ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Mỗi khi mà đánh vậy rồi em khóc không? Con đánh nó nhẹ hiều à, chứ không có đánh như gọi là quýnh nhau thiệt. À, đánh vằn mặt thôi đúng không? Đúng rồi, đánh vằn mặt thôi. Ngày xưa khi mà sinh bé là mẹ có bị nghén nuôi gì không anh? Bà xã anh có thai á, cũng hơi khó khăn một chút. Rồi sau đó thì khi mình sinh ra thì cũng nuôi cũng tương đối là khó khăn. Khoảng từ năm 3 tuổi, qua năm 3 tuổi thì rất thoải mái. Anh nghĩ có lẽ là cái thể chất của nó thay đổi. Còn lúc trước nó hơi bị khó khăn, giống như là ăn thì ỏi nhiều, ăn thì kén đồ ăn. Anh với chị có kỷ niệm nào mà đáng nhớ khi mà có bầu không anh? Thật sự ra anh với bà tới với nhau cũng lâu lắm rồi. Ở nhau khoảng trên khoảng 30 năm. Thì cuộc sống của anh với bà xã anh rất là hạnh phúc. Lúc sinh thì thật sự ra đó là thời khắc rất quan trọng. Thì khi sinh nó ra thì thật sự lúc đó anh làm ngành tóc. Thì khi nó ra thì mọi điều tốt đẹp xảy ra lắm. Cũng như là khách quá đông, đông khủng khiếp. Một con trai nhưng mà phải gọi là xinh. Mắt to, mũi thẳng, miệng nhỏ đẹp. Rất là đẹp. Thì cháu giống mẹ hả anh? Giống anh. Giống giống anh hả? Không, em đâu thấy giống nét giống anh đâu. Dạ, rồi thì giống mẹ. Cô giống ai con? Dạ, con giống mẹ. Giống mẹ đúng không? Giống mẹ. Nhưng mà em gái thì chắc là... Giống bố y chang.
Nhưng mà khả năng ca hát thì sao nè? Dạ, từ hồi mà ba con hát cho một cái show của anh Lê Hiếu, còn lúc đó con không biết hát gì hết, con cứ gọi là nghe hát sơ sơ, cũng tập vài bữa kiểu vui vui thôi, trải nghiệm đi theo ba thôi. Nhưng mà lên đó hát với anh Lê Hiếu á, thì cảm thấy là thích nghề này, đứng trên sân khấu á. Con đạt giải quán quân hồi năm con 2017 hả? Con vượt qua bao nhiêu thí sinh con nhớ không? Mới vô thì quá trời người chen chúc nhau vào để thi, nhưng mà vài người sẽ được chọn thôi, xong rồi có bắt đầu gom nhau lại, mình sẽ bắt đầu lào lại vào dần dần. Thì con cảm thấy là mỗi vòng là mình phải ít nhất là cũng phải cải thiện. Nếu mà không có một sự cải thiện mà người ta không thấy được á, là đó gọi là một cái thất bại trong vòng đó. Bây giờ con rất thích nghe con hát. Tại vì lâu quá rồi không có nghe con hát. Mà không biết bây giờ con lớn rồi, cái giọng con bị bế rồi, không biết con hát hay không. Có thiết được quân quyết, được nấu ăn cho người mình yêu, thiết được nắm tay anh, dòng chơi mỗi chiều, cùng anh lang thang vòng chặt tay ôm trên con xe cà tàng. Tuổi thanh xuân cô luôn sống với trái tim và làm điều cô ấy vẫn thích, ăn những món ăn cô yêu, dành mỗi sớm và mỗi chiều. Đây là bài hát con sáng tác đúng không ạ? Đây là bài hát của anh Đinh Mạnh Linh. Tuổi thơ của con sao có kỷ niệm mà con nhớ nhất không? Xưa con là một cậu nhóc rất là quậy phá, quậy nhất trong trường. Ôi, nhìn con không nghĩ là con quậy nhất đâu. Quậy khủng lắm, quậy đến nỗi mà thầy hiệu trưởng mời bố tới làm việc luôn. Ví dụ một cái kỷ niệm được. Kỷ niệm như là lúc đó là thằng bạn con nó ngủ, mà tự nhiên con lại con để một giọt nước lên đầu nó thôi, mà tự nhiên nó thức dậy nó biết luôn. Xong nó qua nó đụng con trước, xong con đẩy nó cái, xong thầy giáo biểu con mời ba mẹ con lên, mà thằng đó nó không có bị gì hết. Con đổ nước lên đầu người ta. Một giọt thôi. Phải không? Một giọt xong mời phụ huynh ta. Anh thật sự vậy nè, tại vì bạn này á, bạn nói tiếng Việt không có rành với anh em mình giải thích ra. Từ một giọt nước đó mà gây chuyện hai đứa đến nhau. Thì vấn đề đến nhau là vấn đề then chốt để thầy mà giáo mời phụ huynh tới. Nó ở nhà rồi nó cũng ghi được cổ như này, với em gái nữa kìa. Ở nhà tật xấu của Liên Khôi là gì anh? Con nói ba nói. Dạ ba nói, tại con không biết con có tật xấu gì. Con không biết con có tật xấu gì. Trời ơi, nó không biết tật xấu nó gì kìa. Quá rồi, quậy quá rồi, không biết bây giờ kể bắt đầu từ đâu. Với cái tuổi trẻ của bạn này á, thì một năm trở lại đây thì thay đổi rất nhiều. Trước đó thì ăn đâu dục đó, rồi đồ đạc thì cứ dục tùm lum tùm la, thích thì ăn thích thì thôi, nói chung là cứ như một người tặc răng vậy đó. Cho là bước vào thành phố thích gì làm đó, không có nể cả ai, không có đâu đồ đạc, không có ngăn nắp gì cả, sống theo bản năng vậy đó, thích gì làm đó. Cà chớp quấn liền, ai cà chớp quấn liền đúng không? Đúng không Khôi, ba còn kể thiếu gì không? Bây giờ do chính miệng con kể nè. Con có tật xấu gì nữa không? Con nhớ con kể thấy con có tật xấu gì ở nhà ta? Con không có tật xấu không? Dạ không, giờ này con ít không. Tại vì nó cũng, con thấy nó cũng lớn lớn rồi. Con cũng ít khi kiểu nổi giận lắm. Tại trong trường con nổi giận nhiều quá, về nhà cũng chán rồi. Dạ, con thấy em lớn rồi đúng không con? Dạ. Trời ơi, em con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em con năm nay là 10 tuổi. Rồi lúc nào cũng nghĩ theo ý của ba mẹ hết, cái nào em cãi lời ba mẹ không? Lâu lâu có, nhưng mà bây giờ cảm thấy là ba mẹ cũng có tầm nhìn kiểu cũ rồi. Mới mốt khi mà con cũng có con á, thì tầm nhìn con cũng gọi là nó cũ rồi, nên con cũng nói bố mẹ là ráng kiểu cập nhật thông tin theo giống như là con ráng nhất có thể. Thôi nó xỉu luôn, cập nhật thông tin. Đúng mẹ rồi. Cũ rồi mẹ ơi. Thôi rồi mẹ cũ rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ phải cập nhật chứ. Đúng rồi, đúng vậy. Đó, nói say sẩm liền luôn nha. Dạ. Mẹ cũ rồi, mẹ xưa rồi, mẹ suy nghĩ của mẹ là cái thời của mẹ. Còn bây anh giờ thì con khác rồi. Con thông minh quá vậy. Rồi những lời nói vậy, nhiều khi mình đứng chừng là mình bị áp lực với nhiều cái tầm phát triển của nó không anh? Hơi lúc đầu có, lúc đầu mình như này nó bất ngờ quá. Mình cảm thấy là tại sao mình có đánh con như thế, tại sao lại xảy ra vào thời khắc như thế này, chẳng lẽ mình mất nó luôn hay sao vân vân. Nhưng mà cuối cùng anh suy nghĩ bây giờ anh thoáng lắm. Giờ anh rất là thoải mái đó. Cho là mình phải công nhận rằng giới trẻ bây giờ nó sẽ cập nhật và nó sẽ có những hành động mới mẻ hơn cái thế hệ tụi mình. Và nếu mình kiềm tỏa nó một cách là mình bắt cái thiết chế lại thì sẽ không bao giờ để nó phát triển được hết. Nhưng mà thật ra nó là như thế này nè. Vì nó như vậy, mình bắt buộc phải nghĩ thoáng. Bắt buộc phải nghĩ thoáng. Đúng rồi. Bây giờ ngày xưa là nói cái câu rất là thường. Cha mẹ đâu con ngồi đó đâu. Bây giờ là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Nhiều khi mình nói chơi nhưng mà đó là nói thật. Bắt buộc mình phải thay đổi. Chứ nếu mình không thay đổi mình mất con. Đúng. Và mình phải hướng nó theo. Đương nhiên mình không thể nào chấp nhận được hết đâu. Bởi vì tụi mình vẫn bảo thủ. Sao mà bắt mình phải thay đổi hết được. Nhưng có những cái trong cái cuộc sống hiện nay bây giờ, sinh hoạt của nó, cái đam mê của nó, đôi khi là mình phải tôn trọng nó. Cỡ này cố gắng thôi.
Rồi bây giờ cái cột mốc đáng nhớ về cái sự nghiệp là cái cột mốc nào là con nhớ nhất? Chương trình Idol Kids. Idol Kids. Tại sao vậy con? Tại vì trong chương trình thì con sẽ được mấy anh chị nghệ sĩ trong như là chị Bích Phương hoặc là chị Văn Hương, chú Isaac chia sẻ những kinh nghiệm mà gọi là không ai gọi như là muốn biết tới mà cũng không biết tới được, phải thi vô tham gia chương trình đến vòng này đến vòng nọ mới biết được. Đó, cái cục mốc của con vậy, còn của bố thì sao? Bố khi nào mà cái nào mà bố cảm thấy rằng là ô con mình tài năng quá, con mình nó lớn rồi, mình cảm thấy mình rất là hãnh diện. Thú thật á là mình cũng đam mê văn nghệ, con mình cũng đi chung với mình cũng diễn này nọ nhiều rồi, rất là nên là thật sự là những cái vấn đề mà về âm nhạc với hai bố con nhau thì cũng chia sẻ nhiều rồi. Nhưng mà thật sự á thì thấy anh mặt ngầu ha, sport ngầu ha, nhưng mà thật sự là rất là lo tất cả chương trình của bé Thi không giờ có mặt của anh. Bố. Mẹ đi không? Mẹ nhìn rất là yếu điệu nhưng mà thực sự lại là cái người bản lĩnh. Còn bố nhìn ngầu rồi đó, nhưng mà rất là sợ con mình nó va chạm những chương trình mà thi thố. Chỉ đứng phía sau lưng lắng nghe nhìn nhận vấn đề rồi về nhà là hai bố con bàn luận với nhau rồi cùng nhau học làm sao cho tốt nhất có thể được, còn không bao giờ xuất hiện trước cái chương trình thi. Nhưng mà có một mốc rất quan trọng là hai bố con cùng thi văn nghệ, là thi chương trình gia đình song ca, xong cướp luôn cái giải nhất luôn, thì lúc đó là buộc mình phải xuất hiện. Những cái chương trình đó là xuất hiện thôi, còn tất cả chương trình bé Thi gồm như là những chương trình giống như là phiên bản hoàn hảo rồi mưa thăm bốn trường vân nhiều, nó thi nhiều trình lắm thì mình né hết, mình né là bộ hết. Cái này là coi như là chuyên viên đi thi các chương trình game show nè. Không phải, sự thật là nè, cũng phân trần với mọi người là cùng một thời đó thi ba chương trình, ba cái đẹp giải hết. Nhưng mà khổ là chương trình của họ lại phát thông chung thời điểm vào đầu năm tới giữa năm, thế là người ta có hiểu lầm rằng là mình lấy nhiều giải, thực sự ra là thi ba chương trình khác nhau trong cùng một thời điểm. Tại là con biết chơi được bao nhiêu nhạc cụ? Khoảng 5-6 là nhạc cụ. Rồi giữ gì? Đàn guitar nè, guitar điện nè, piano, trống, dạ trống, và con biết chơi ukulele. Cái này là ba mẹ bắt con học hay tự con thích con? Dạ không, lúc đầu thì ba mẹ có bắt học piano, nhưng mà từ cái piano đó đúng con rồi, mới học được bốn nhạc cụ kia. Tại vì nó rất là liên quan. Đúng, liên quan nha. Hòa âm sáng tác rồi con tự học rồi con tự sáng tác luôn con ấy. Từ đó thì con sáng tác được bao nhiêu bài hát rồi? Dạ con nghĩ là con sáng tác được khoảng 15-16 bài. Ra album chưa con? Dạ con đã ra một cái album nhưng mà cũ lắm rồi. Sắp tới thì con sẽ ra mắt rất là nhiều sản phẩm. Trong những sáng tác của con có bài nào mà hit không con? Sao em hiện tại con mới ra là gọi là một bài mà gọi là hit đối với con hoặc là đến tất cả mọi người. Dạ đúng rồi. Hiện tại thôi, nhưng mà trong tương lai thì con sẽ cố gắng vài bài hit. Giờ bài hit này khó lắm con. Đúng rồi, không sao. Là may mắn cái duyên thôi. Đúng duyên rồi, tới là tới. Nhiều khi mình muốn nó hit nó cũng hit. Đúng rồi. Nhiều khi mình làm chơi chơi lại là hit. Đúng rồi. Đó là như vậy. Hit tuyệt tôn. Nhưng mà luôn luôn là bên cạnh con là có ba con hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như là về cái sự mà cảm thụ âm nhạc với nhau. Chắc là hai bố con chắc thân lắm. Ăn cùng nhau rồi ngủ cùng nhau. Đôi khi hai bố tối hai bố con tâm sự tới 3-4 giờ tối. Là nhà là con thân với bố hay là thân với mẹ? Dạ con thân với bố nhiều hơn. Con hay chia sẻ những cái vui, những cái buồn cho bố nghe không? Dạ, con cũng hơi, nhưng mà con cũng chia sẻ cho mẹ con. Nhưng mà mẹ con bận điều hành em con rồi. Bận điều hành em con rồi. Điều hành em đó. Được biết là mẹ của Khôi đang gặp vấn đề về sức khỏe phải không anh? Thì thật sự ra cuộc sống nó có những lúc thăng trầm. Thì năm nay thì cũng là năm không tốt lắm. Thì con chắc nhớ mẹ lắm. Thế con có định là bây giờ mẹ nằm viện như vậy rồi sẽ làm một cái gì để cho mẹ mình vui không? Con chắc con sẽ hát một bài con sáng tác 2 năm trước. Ngày xưa mẹ thường hay nói cho con về mái ấm tình người. Mẹ ơi mẹ thương hay kể cho con về thời thơ ấu. Và con biết trong suốt cuộc đời những điều mẹ nói mãi mãi trong lòng. Mẹ thường hay kể rằng con luôn là người con ngoan. Mẹ ơi con lớn rồi. Mẹ ơi con đã lớn rồi. Vì mẹ luôn luôn thương con, ôm con vào lòng. Con vẫn nhớ những ký ức ngày xưa. Mẹ dìu dắt con cùng con trên đường đời. Từng ngày mong con lớn
khôn. Dù ngày mai sau có thế nào, lòng con vẫn sẽ nhớ mãi ở trong tim. Con mãi ghi nhớ công ơn của mẹ, con mãi khắc ghi. Trời ơi, hay quá. Cảm động quá. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Và bây giờ ở chương trình Con Tôi Phiếu Tội có một cái mục là bí mật bật mí. Không biết từ trước giờ có một cái bí mật nào mà giấu tới bây giờ sẵn ngày hôm nay chương trình, anh có thể chia sẻ đến tất cả mọi người biết được không anh? Anh nghĩ rằng cái câu nói này, hỏi này khá hay. Yeah. Mà anh nghĩ rằng những bậc làm ba làm mẹ cũng rất là quan tâm. Tức là anh nói về cái độ tuổi của các bạn nhỏ ở tầm tuổi dậy thì nó sẽ có sự thay đổi về thể chất cũng như tinh thần. Thời điểm này, tuổi này á, thì nó sẽ có những cái cám dỗ ở ngoài tác động vào về vật chất, về giới tính. Đúng rồi. Và nhiều cái mà chung quy lại tất cả những cái sự mà tác động tới đó là những lời hứa, những cái sự dụ dỗ tác động từng bước để họ đạt được những điều đó. Cái này thuộc về vấn đề giới tính. Cái thời điểm đó thì đã có một bạn cũng là thật sự là lớn tuổi hơn, thì lớn tuổi hơn họ biết hết cái này từ chuyện đó. Họ tác động vào, họ chiều chuộng chăm sóc vân vân, thì tụi mình là người lớn mà quan sát được và hiểu thấy được, nhìn nhận được vấn đề, và thật sự là phát giác ra cũng rất là bận ở dân vì là giật mình. Và cuối cùng là hai vợ chồng đã bàn với nhau bằng cách khéo léo nhất để ngăn chặn được sự việc đó ra, mà cũng không làm ảnh hưởng cho người kia mất mặt và đến cho con mình nó không bị tổn thương. Đúng ra là nếu như cách đây vài năm anh không nói, thằng bé nhỏ lắm, năm nay là 15 tuổi rồi, đã làm chứng minh nhân dân rồi, ID rồi, thì bắt đầu đã hiểu rồi. Cho nên hôm nay sẵn dịp chương trình đó cũng hay, thì anh cũng chia bày với lại các bạn, các phụ huynh hiểu rằng là khi con chúng ta ở cái độ tuổi giao thời giữa cái phát triển tâm sinh lý, chúng ta nên có cái ý thức theo dõi khéo léo nhất và nói cho các bạn hiểu một phần nào đó, và mình phải có hành động ngăn chặn đi để tránh làm tổn thương các bạn trẻ. Trước khi mình nói ra với chương trình là mình cũng phải suy nghĩ và cũng hỏi bé cho nói hay không. Tại vì tôi nghĩ thế này nè, nếu chúng ta mà cứ thụ động, tại vì ai cũng bảo vệ cái gia đình của mình, bảo vệ mình, cái tôi mình, nhưng thật sự chúng ta đã cũng là lớn rồi. Và con cái mình nó cũng cập nhật cuộc sống bây giờ rất là thực tế, thậm chí nó còn đi trước mình nữa, có thể nó hiểu nhiều hơn đêm mình hiểu nữa. Đúng rồi, tại vì sao nó xem phim là một, mạng là hai, điện thoại là ba, nó quá nhiều những thứ để cho nó được giải tỏa cái trí tò mò của nó. Đôi khi là mình đâu có ngăn nó được hết tất cả mọi thứ. Có điều là mình làm gì mình cũng nên tôn trọng, và thật sự ra là cũng hỏi ý kiến bạn Khôi rồi. Cảm ơn anh Khôi rất là nhiều, bởi vì đây là một chuyện hết sức tế nhị và anh phải dũng cảm, anh phải suy nghĩ, và ai cũng dám chia sẻ cái vấn đề nhức nhối của những người làm cha làm mẹ trong cái thời khắc mà rất là quan trọng cho con mình, chuyển mình và từ cái một đứa con đích trở thành là một thanh niên hay là thiếu nữ, rất là quan trọng. Tham gia chương trình, nếu mà có một cái đôi lời đó dặn dò đứa con của mình thì anh sẽ có lời nào để dặn dò bé Tiên Khôi không? Cuộc sống bây giờ nó đã rõ ràng quá nhiều rồi, đúng không? Thì làm bố làm mẹ thì chỉ nói được những câu thế này thôi. Mong con phát triển đúng nhân cách một người đàn ông, dám làm, dám chịu, hành động mình đúng đó. Và nên quan trọng nhất là nếu con là một nghệ sĩ nữa thì lại con mang lại nhiều niềm vui cho nhiều người. Còn nếu con là một nhà kinh tế thì con làm mang nhiều công ăn việc làm lại cho mọi người. Đó là cốt lõi cuộc sống của con người. Thì thật sự ra thì anh cũng muốn nói thẳng với lại Khôi, với mà với Khôi á, là sau này có thể là ba không sống với con mà ba sống với em gái. Tại vì như ba cũng thoát ly ra khỏi gia đình, rồi ba cũng tự lập, rồi cưu mang và làm việc chung với gia đình mình để mà bảo vệ gia đình của mình. Thì sau này con làm điều đó y chang một điều đó với mình giống như ba, đúng không? Còn với Mai Khôi á, em con á, thì nó còn nhỏ và nó là con gái, cần có một sự hỗ trợ của một người cha nhiều hơn. Còn con á, mà ba cứ hỗ trợ con hoài trong sống thì con không thể nào lớn được, con cứ nhỏ mãi. Đó, cho nên là bắt đầu ở tuổi này thì ba hy vọng là con sẽ bắt đầu là con phát triển và làm việc có ý thức, và con có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Đó, điều đó là ba rất cần thiết nha. Dạ cảm ơn anh. Còn Thiên Khôi, con có lời gì con muốn nhắn nhủ cũng như là lời cảm ơn gì đến ba mẹ của con không? Con nói là cảm ơn bố mẹ đã cố gắng theo con theo con dù bao nhiêu các cái gọi là số tội mà con đã gây ra thì đúng rồi, thì con cảm thấy là bố mẹ chịu đựng được cái đó là cũng cảm thấy là cực kỳ hay luôn á.
Dạ cảm ơn anh cũng như là cảm ơn Khôi đã tham gia chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Và thay mặt chương trình có một món quà dành tặng cho anh. À, tặng cho bố của Thiên Khôi một món quà đến từ hãng Alavio, vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. À, hôm nay thì bố con cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho bố con được có lời tâm sự với chương trình và nhiều người. Và xin lời cảm ơn Thủy và Lâm. Yeah, chúng ta hợp tác rất là anh nghĩ hả? Nghĩ. Chúng ta là những người cha người mẹ mà lứa này nè. Dạ, chương trình đã tặng quà cho anh rồi, không biết anh có quà tặng gì cho chương trình không ạ? À, quà tặng hả? Bây giờ mình hát một bài chung. Quên đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Tháng đôi vai gầy run run cha tựa vào hàng cây. Ôi thời gian hãy quên đi đôi chân không cây, cha đi giữa rừng hoang vu, lưng cha thủy đội nắng gầy, bôi tóc bạc tựa trắng soi cả cuộc đời và cả một đời đôi chân trần. Cảm ơn tiết mục mà hai cha con đã gửi đến chương trình. Cảm ơn anh cũng như là cảm ơn Khôi. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả khán giả đã đón xem chương trình Con Tôi Vô Tội. Và chương trình chúng tôi được phát sóng 22:50 thứ bảy hàng tuần được kênh HTV7. Và xin cảm ơn nhãn hàng Alabio vừa qua đã sợ đái theo đường đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.